Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời điểm nửa cuối tháng cô hồn cũng tức là cửa ngục đóng lại, những vong hồn không còn đi lại tự do trên trần gian. Ma quỷ không thể quấy nhiễu dương gian. Lúc đó, những chuyện xui xẻo cũng đã giảm đi. Lúc này, vận thế những con giáp bắt đầu thay đổi. Nhưng khởi sắc nhất vẫn là một số con giáp dưới đây. Cả làm ăn và kinh doanh đều thuận lợi. Thậm chí có người gặp vận may, có cơ hội phát tài. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Tý. Xem tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tuổi Tý đón tháng mới với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn đang có những bước chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt là được quý nhân tam hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn. Biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Tình hình tài chính của những chú chuột vẫn đang ở mức ổn định. Áp lực tài chính không quá lớn nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích, lý tưởng của mình. Tuy nhiên, tháng này tuổi Tý cần cẩn trọng khi di chuyển, tránh vì một phút bất cẩn mà để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Điềm báo tai họa bất ngờ có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào trong tháng cô hồn. Tốt nhất nên có sự cẩn thận ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được xui xẻo. Xem bói tình duyên, chuyện tình cảm của mệnh chủ trong tháng mới cũng có những khởi sắc đáng mừng. Người đã có đôi hay đã có gia đình yên tâm tận hưởng những ngày tháng yên bình khi mối quan hệ tình cảm vẫn tiến triển hết sức thuận lợi. Đôi lúc vẫn còn có những giận hờn vu vơ, nhưng đó chỉ là một thứ gia vị giúp tình cảm của hai bạn thêm mặn nồng. Do chuyện tình cảm của người tuổi Tý lúc này rất thuận lợi, đối phương trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, tạo thành động lực để họ theo đuổi đam mê của mình. Họ vốn là người thông minh, nhanh trí, lại có thêm quý nhân phù trợ nên công việc cứ thế lên như diều gặp gió. Thứ hai là tuổi Thìn. Xem tử vi của người tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển hết sức thuận lợi. Làm đâu chắc đó, có đầu có đuôi, gặt hái được không ít thành tựu đáng kể. Tam hợp quý nhân giúp sức, những chú rồng có thêm tự tin và hậu thuẫn để theo đuổi mục tiêu mà mình đặt ra. Tháng này cũng rất hợp cho việc ký kết hợp đồng vì rất có lợi cho bản mệnh. Lúc này, mưu cầu đại sự rất dễ thành. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng hoặc tìm hướng phát triển bền vững lâu dài. Nhìn chung mọi sự thuận lợi, công việc hanh thông khi bạn có ưu thế hơn hẳn mọi người. Song, lợi thế mà bạn đang có lại vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân. Nhất là khi nguyện lệnh lầm đất suy trong tháng này. Trong các có hung sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Đôi lúc, mệnh chủ cảm thấy tinh thần sa sút, chán chường, muốn bỏ dở giữa chừng khi trục trặc liên miên. Song miễn là bạn giữ được sự quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt, thì vận quý nhân của bạn đang vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Ngoài ra, trong tập thể, bạn hãy cứ mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân, đừng e dè hay sợ sai. Có như vậy mới tranh thủ được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai cho bản thân mình. Theo phi tinh tháng 7 âm, các tinh lục bạch và bát bạch vượng vận khí và tài khí lần lượt nằm ở hướng chính nam và tây nam. Để tăng cường vận may cho bản thân, bạn có thể đặt chậu cây cảnh hoặc thiết kế tiểu cảnh hoặc non bộ nhỏ ở các vị trí này nhằm kích khởi nguồn năng lượng tích cực, rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao và sự thăng tiến trong công việc. Vận trình tình duyên của người tuổi Thìn ở thời điểm này không có gì đáng lo ngại.
Các cặp đôi trân trọng hạnh phúc hiện tại nên mối quan hệ ngày càng khăng khít, gia đạo yên ấm, có thể có tin vui về chuyện con cái. Người độc thân bước ra khỏi nỗi đau từ tình cảm trong quá khứ, có cơ hội tìm được tình yêu mới bên người thực sự yêu thương mình. Tình cảm thăng hoa giúp tinh thần con giáp này phấn khởi, là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe ổn định. Có điều bạn vẫn nên chú ý khi sử dụng đồ sắc nhọn, dao kéo, đi đứng thận trọng, kẻo gặp họa hình thương trong tháng cô hồn. Tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 7 năm 2020 của tuổi Sửu, nguyệt lệnh lâm quan đới là tín hiệu tốt cho đường sự nghiệp của những chú trâu. Bản mệnh đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ khi biết vận dụng hết những lợi thế sẵn có của mình. Thời điểm này, nếu muốn khởi nghiệp, mở rộng lĩnh vực sự nghiệp, mệnh chủ nên tham khảo kinh nghiệm của người đi trước và đặc biệt là cần phải tuân theo những quy định, nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội thành công cao hơn. Nhất là khi tháng 7 âm là tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian, chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Một khi rắc rối xảy ra, bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, họa thị phi cũng khó tránh. Trong tháng có chính tài độ mệnh, tài lộc cũng khởi sắc hơn so với trước đó, đặc biệt là thứ tài đang rất vượng, đầu tư có lãi. Nếu có hứng thú, bạn nên tìm hiểu về hạng mục đầu tư yêu thích, bắt tay từ quy mô nhỏ, vừa học vừa làm, dần dà tích lũy kinh nghiệm để đầu tư lớn. Chuyện tình cảm không xuất hiện biến cố lớn. Có điều, tình cảm đôi lứa, vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt. Hai bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ đón tháng 7 âm lịch với cục diện lục hợp tốt đẹp nên có thể yên tâm ngủ ngon giấc khi mọi khó khăn sẽ qua đi, để nhường chỗ cho những điều thuận lợi. Trong tháng mới này, vận trình công danh sự nghiệp của những chú rắn khá là lý tưởng. Những khó khăn trở ngại trước đó đều được bạn nhanh chóng tìm cách khắc phục và xử lý kịp thời, không để lại hậu họa về sau. Khởi đầu thuận lợi tạo bước đà cho những kế hoạch về sau được triển khai một cách trơn tru. Chỉ cần chú ý để nắm bắt thời cơ thể hiện mình, con giáp này sẽ có không ít cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian phát triển bản thân như mình mong muốn. Cùng với những suôn sẻ trong công việc, đường tài lộc của bạn cũng khởi sắc chẳng hề kém cạnh. Tháng 7 là tháng cô hồn, dân gian quan niệm sẽ có nhiều điều xui xẻo, nhưng có lẽ điều này đúng với người khác, còn người tuổi Tỵ thì vẫn còn may mắn. Nhất là khi có thực thần chiếu mệnh, đường kinh doanh của bạn khá vượng phát, các mối làm ăn đều thuận lợi. Thậm chí có người còn được hưởng lộc trời ban, quý nhân dẫn dắt nên túi tiền ngày càng rủng rỉnh, khoản tích lũy tăng dần cho những dự định quan trọng trong tương lai. Điều duy nhất khiến bạn phiền lòng trong tháng này có lẽ đến từ sức khỏe của bản thân. Nguyên lệnh đi vào đất bệnh, thể trạng của con giáp này khó mà tốt được. Có thể là bệnh cũ tái phát hoặc bệnh vặt nhưng không điều trị dứt điểm khiến cho bản mệnh lao đao một phen. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tỵ thì không có nhiều biến động. Người độc thân có lẽ vẫn cần chờ thời điểm thích hợp hoặc khi duyên tới thay vì cứ đâm đầu vào những mối quan hệ ngắn ngủi vô ích hiện tại. Tuổi Mùi. Xem tử vi tháng 7 năm 2020 của tuổi Mùi, vận trình của tuổi Mùi hung cát đan xen. Nếu muốn thăng tiến mạnh mẽ thì hơi khó trong thời điểm này, nhưng không phải không có những điểm sáng. Nguyện lệnh lâm đất mộ báo hiệu bản mệnh sẽ phải vất vả mới mong đạt được những điều gì mong muốn. Đôi khi một vài suy nghĩ cứng nhắc, tiêu cực có thể khiến bạn thiếu hành xử. Bốc đồng, thiếu sự linh hoạt. Có lẽ con giáp này cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Một vài giao dịch trong tháng cũng có thể bị cản trở hoặc trục trặc. Dây dưa lằng nhằng khiến những chú dê tốn rất nhiều tâm sức để giải quyết. Hoạt động hợp tác với khách hàng cũng phải nỗ lực thuyết phục vất vả hơn trước rất nhiều. Song may mà có Thái Dương cát tinh trợ mệnh nên đến cuối cùng, kiên trì giải quyết sẽ tháo gỡ được, thậm chí đảo ngược tình thế. Những trở ngại đồng thời cũng là bước đà để bản mệnh khám phá ra tiềm năng chưa được khai phá của bản thân. Lại thêm cát tinh trợ mệnh, bản mệnh được soi sáng để tìm ra phương pháp làm việc thích hợp, cải thiện hiệu suất, phá vỡ những bế tắc trước đó. Nhìn chung kết quả công việc chỉ ở mức khá, chưa đến mức bạn thực sự hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Khi đã đột phá được khó khăn,
nhờ tinh thần làm việc hăng hái, quyết đoán nên bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vận quý nhân ở thời điểm này khá vượng, dù gặp khó khăn cũng sẽ người hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời. Từ giữa tháng trở đi nên lấy hòa khí làm trọng, dù trong công việc hay trong các mối quan hệ khác. Như vậy, mọi việc mới diễn ra suôn sẻ. Bản thân cũng cần suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn, rất có lợi cho sức khỏe. Hy vọng thông qua nội dung của chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã phần nào giải đáp được những thắc mắc về vận hạn của bản thân nửa cuối tháng cô hồn. Từ đó, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bước vào một tháng mới đầy may mắn và bình an. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.